Bài viết xúc động của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta, tấm gương sáng về nhân cách vĩ đại, trí tuệ mẫn tiệp, tính cách nhân văn, tấm lòng bao dung, yêu thương con người. Suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân yêu mến, kính trọng, đánh giá cao, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn liền với sự nghiệp đổi mới rất vẻ vang và tự hào của Đảng và nhân dân ta. Không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, tình thương yêu đồng bào, đồng chí, luôn thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, chú trọng tổng kết thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cùng với Ban Chấp hành Trung ương bổ sung hoàn thiện lý luận đường lối đổi mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn kết tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, đưa nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, một trong những quan điểm nhất quán trong tư duy chỉ đạo chiến lược của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là phải nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, nhất là về mặt chiến lược. Phải tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân. Đây là yêu cầu khách quan tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng chí cũng rất quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự. Nhiều lần nhấn mạnh, trong điều kiện Đảng cầm quyền, các chủ trương quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phải được thể chế hóa bằng văn bản pháp luật và thực hiện bằng các cơ chế quản lý nhà nước. Để lực lượng công an nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng Cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc là mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Đồng chí căn dặn lực lượng công an nhân dân luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải không ngừng rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng. Bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân. Từ thực tiễn hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng thấy rất rõ vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Đồng chí luôn nhắc nhở lực lượng công an nhân dân phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin công an hơn, ngày càng giúp đỡ công an hơn, và nhấn mạnh, luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân. Phải gắn bó mật thiết với nhân dân, trọng dân, lễ phép với nhân dân, dựa vào nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, xây dựng môi trường xã hội yên bình cho cuộc sống của nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu,
Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của đảng, của chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đồng chí luôn chăm lo, củng cố tình đoàn kết, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội nhân dân, công an nhân dân và căn dặn. Quân đội và công an phải là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định phát triển đất nước. Do đó, phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng cùng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, toàn lực lượng công an nhân dân là một khối đoàn kết thống nhất về ý chí, gắn kết tư tưởng và hành động. Cùng với đoàn kết giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương, đoàn kết hợp tác quốc tế với các đối tác an ninh trật tự, tạo sức mạnh to lớn giúp lực lượng công an vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước, thực sự là con em yêu quý của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Những thành tích, chiến công của lực lượng công an đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, khẳng định. Bất luận trong thời điểm nào, kể cả khi khó khăn, thử thách, lực lượng công an luôn thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Kiên định, vững vàng, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và địa phương. Nhất là phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội sẽ tiếp tục được lực lượng công an nhân dân phát huy trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân kính trọng, học tập, rèn luyện và mãi mãi noi theo. Những hình ảnh của đồng chí, người cộng sản chân chính, với trái tim nhân hậu, trọn cuộc đời vì nước, vì dân, sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí nhân dân và lực lượng công an nhân dân.